trình bày thứ hai là đặc điểm hiệu quả của Eus kết hợp với Ercp trong chẩn đoán điều trị bệnh lý tắc nghẽn đường mật tụy. Xin kính mời bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Như Nguyên Phương và bác sĩ Nguyễn Văn Duy, Bệnh viện Trung ương Huế ạ. Xin mời ạ. Kính thưa quý thầy cô và các anh chị đồng nghiệp, sau đây em xin thay mặt cho nhóm nghiên cứu của khoa nội soi Bệnh viện Trung ương Huế xin trình bày bài báo cáo đánh giá hiệu quả của siêu âm nội soi kết hợp với ERCP trong chẩn đoán và điều trị cái bệnh lý tắc nghẽn đường mật tụy. Như chúng ta đã biết thì cái nội soi siêu âm với cái đầu dò ở trong dạ dày và trong tá tràng gần mật tụy và đường mật ngoài gan thì cho phép thì thu được hình ảnh với cái độ phân giải cao và cái giải phẫu chi tiết tại chỗ mà các kỹ thuật hình ảnh khác khó phát hiện được. Và cái nội soi mật tụy ngược dòng thì ngày càng được ứng dụng trong cái chẩn đoán và cái điều trị cái bệnh lý mật tụy. Và siêu âm nội soi được khi làm ERCP là rất hữu ích trong các cái trường hợp bệnh lý tắc nghẽn đường mật tụy. Và siêu âm nội soi có thể phân loại bệnh cho ERCP. Vì vậy mục tiêu nghiên cứu của chúng tôi là gồm hai mục tiêu. Thứ nhất là đánh giá cái chỉ định đúng của ERCP sau khi làm EOS. Thứ hai là đánh giá cái mức độ phức tạp và sự thành công của ERCP sau khi làm EOS. Về đối tượng nghiên cứu gồm hai nhóm bệnh nhân. Thứ nhất, nhóm 1 gồm 56 bệnh nhân được chỉ định ERCP và được làm EOS trước. Và cái nhóm 2 gồm 78 bệnh nhân có chỉ định ERCP nhưng không được làm EOS trước. Tiêu chuẩn chọn bệnh là những bệnh nhân mà nghi ngờ cái bệnh lý tắc nghẽn đường mật tụy và được nhập viện và làm các cái xét nghiệm để chẩn đoán. Tiêu chuẩn loại trừ là những trường hợp rối loạn đông máu, hẹp đường tiêu hóa trên phẫu thuật dạ dày, vâng. Về phương pháp nghiên cứu thì chúng tôi sử dụng cái hệ thống nội soi máy Fujifilm S8 ngang và đầu dò radian để ống soi tá tràng và các cái dụng cụ chuyên dùng cho ERCP. Và hiện nay thì siêu âm nội soi có cái hệ thống nội soi siêu âm mới và hệ thống S1 đầu dò radian R580 cho cái chất lượng ảnh tốt hơn. Đối với cái nhóm 1 là cái nhóm mà được làm siêu âm nội soi trước khi ERCP thì chúng tôi đánh giá các hình ảnh trên cái siêu âm nội soi về cái đường mật đường tụy sỏi đường mật đường tụy cái khối u vùng tá tụy vị trí kích thước với khả năng xâm lấn theo TMN và cái thái độ của ERCP là có thể là can thiệp lấy sỏi đặt stent dẫn lưu đường mật hoặc là đường tụy hoặc là không can thiệp thì điều trị ngoại khoa hoặc là theo dõi các cái biến chứng sau ERCP. Đối với cái nhóm 2 là cái nhóm mà không được làm siêu âm nội soi chẩn đoán trước thì chúng tôi thực hiện cái ERCP nhằm mục đích chẩn đoán và cái điều trị các cái bệnh lý nghi ngờ tắc nghẽn đường mật tụy. Chúng tôi ghi nhận các cái kết quả phân xuất bệnh lý, tỷ lệ thành công và biến chứng của ERCP. Các cái xét nghiệm theo dõi sau ERCP. Chúng tôi cũng đánh giá các cái mức độ phức tạp của ERCP phân loại theo cô tông thì gồm có 4 mức độ. Trong đó chúng tôi quan tâm về cái mức độ 2 như là đặt stent tùy dự phòng, mức độ 3 là cái lấy sỏi tùy di động và kích thước dưới 5mm, mức độ 4 là điều trị sỏi tùy kẹp và kích thước trên 5mm. Chúng tôi cũng đánh giá các cái mức độ thông nhũ theo cái quy trình trung sung thì đối với những trường hợp thông nhũ khó mà thông nhũ cơ bản thất bại thì chúng tôi áp dụng các kỹ thuật nâng cao như là chọc phiểu hoặc là cắt trước hoặc là phương pháp dùng hai gai quay. Kết quả nghiên cứu chúng tôi ghi nhận cái tỷ lệ bệnh nhân mà trên 6 mức tuổi là chủ yếu là chiếm 55,3%. Và cái tỷ lệ bệnh nhân của cái nhóm 1 và cái nhóm 2 thì cái nhóm 1 là chiếm 41,8%. Theo Giá Hiệu và Cộng Sự thì tỷ lệ bệnh nhân của nhóm 1 này là chiếm 98,5%. Tức là hầu hết các bệnh nhân mà có chỉ định ERCP thì đều được làm EOS trước. Nghiên cứu chúng tôi thấp hơn thì điều này có thể do là chúng tôi mới thực hiện cái siêu âm nội soi trong một thời gian ngắn và cái việc chỉ định của siêu âm nội soi trước ERCP là cũng chưa được các bác sĩ quan tâm. Chúng tôi ghi nhận các tần suất các cái bệnh lý mật tụy của nhóm 1 được chẩn đoán trên siêu âm nội soi thì cái sỏi một trụ là chủ yếu là chiếm 53,5%,
Trong đó chúng tôi ghi nhận có 12 trường hợp là thực hiện siêu âm nội soi trước, sau đó không cần thực hiện ERCP, gồm những 7 trường hợp là u vùng đầu tuyển một chủ là được phẫu thuật và 5 trường hợp là siêu âm nội soi bình thường. Do đó cái siêu âm nội soi mà trước khi làm ERCP thì có thể tránh được 24,4% ERCP không cần thiết, do đó hạn chế được những cái biến chứng. Theo giá thì cái siêu âm nội soi trước khi làm ERCP thì có thể tránh được 36% ERCP không cần thiết. Đây là một trường hợp sỏi một chủ trên siêu âm nội soi. Xong nội soi có 3 viên sỏi và chúng tôi có chỉ định ERCP lấy sỏi, và trên ERCP thì cũng có 3 viên sỏi tương tự. Xong nội soi thì có thể phát hiện những cái sỏi nhỏ kích thước dưới 50 mm, và ngay cả sỏi bụng mới có phát hiện được trên CT scan và siêu âm bụng. Đây là một trường hợp sỏi ống tụy trên phát hiện trên cái siêu âm nội soi. Chúng tôi có chỉ định ERCP lấy sỏi. Trước đây thì việc lấy sỏi tụy thì chúng tôi rất là ngại, nhưng mà nhờ cái siêu âm nội soi thì chúng tôi xác định được cái vị trí kích thước của sỏi, rồi là kích thước của ống tụy giảm, thì chúng tôi tự tin hơn trong việc chỉ định lấy sỏi tụy. Và siêu âm nội soi thì có thể phát hiện cái thương tổn nhỏ. Đây là một trường hợp siêu âm nội soi phát hiện một cái u đọc của một chủ kích thước khoảng 11 x 12 mm. Theo nghiên cứu của Nuraha thì siêu âm nội soi chính xác hơn CT scan hoặc MRI cho hầu hết các nguyên nhân tăng giá tắc nghẽn. Đây là một trường hợp là túi thừa đóng thức ăn cần nhú khi bộc lộ bằng ống soi tả tràng, và trên siêu âm nội soi thì có thể thì ống một chủ là giảm 12 mm. Đoạn của ống chủ là có cấu trúc một cấu trúc dòng hơi âm giống như u, nhưng thực ra đây là một cái túi thừa đóng thức ăn. Bên cạnh đó chúng tôi phát hiện một cái viên sỏi kích thước 6 x 12 mm. Do đó chúng tôi nghĩ rằng trước khi làm siêu âm nội soi nên bộc lộ bằng ống soi tả tràng để quan sát nhũ ba te và các cái thương tổn quanh nhũ ba te là rất quan trọng. Chúng tôi cũng đánh giá các cái giai đoạn của khối u trên nhóm bệnh nhân mới có làm OS trước. Thì chúng tôi ghi nhận có 15 trường hợp là u vùng đầu tuyển một chủ và chủ yếu phát hiện ở cái giai đoạn thứ 3, và trong đó là có 7 trường hợp là được đặt stent dẫn lưu mạch và một trường hợp là đặt stent dẫn lưu mạch thất bại, phải chuyển sang dẫn lưu mạch dưới ra da dưới những cuộc sống siêu âm bụng, và 7 trường hợp còn lại là được hội chẩn trực tiếp với bác sĩ ngoại khoa và không thực hiện ERCP. Thì theo giá hi thì ERCP trên những bệnh nhân mà u vùng đầu tuyển một chủ là được dẫn lưu mạch là 80%, và 20% còn lại là được tư vấn trực tiếp của bác sĩ ngoại khoa và không thực hiện thì ERCP. Đây là một trường hợp là siêu âm nội soi phát hiện một cái u vùng đầu tuyển ở giai đoạn thứ 3, cho thấy xâm lấn tả tràng trên cái bộc lộ bằng soi tả tràng và chưa thấy thâm lồng mạch máu, do đó bệnh nhân này được là phẫu thuật các khối tả tụy. Một trường hợp khác là cái u đầu tụy ở cái giai đoạn T4, cho thấy là xâm lấn thì mạch máu trong tràng trên, và trường hợp này thì bệnh nhân không có khả năng phẫu thuật nên bệnh nhân được định đặt một stent kim loại dẫn lưu mạch. Một trường hợp khác là u bóng tay ở giai đoạn T3, cho thấy xâm lấn tụy trên siêu âm nội soi và trên cái bộc lộ bằng soi tả tràng, của bệnh nhân cũng được phẫu thuật các cái khối tả tụy. Một trường hợp khác là cái u đồng cuối ống chủ trên siêu âm nội soi cho thấy giai đoạn T3 chưa thấy xâm lấn cái mạch cửa trên cái bệnh nhân mà lớn tuổi và không có khả năng phẫu thuật, thì chúng tôi cũng thực hiện đặt một stent dẫn lưu mạch cho bệnh nhân. Chúng tôi ghi nhận cái tần suất bệnh lý mạch tụy của nhóm 2 được chỉ định ERCP là cái nhóm bệnh nhân mà không được làm ở OS trước, thì sỏi ống chủ chiếm chủ yếu là chiếm 82,5%. Trong đó chúng tôi ghi nhận là có 5 trường hợp là ERCP không phù hợp, trong đó là có 4 trường hợp là ERCP bình thường, nghĩa là cái ống một chủ không giảm và không thấy sỏi, và một trường hợp là sỏi kích thước lớn và có 2 túi thừa cành nhú. Và đây là một trường hợp là sỏi kích thước lớn trên ERCP và có 2 cái túi thừa cành nhú, và chúng tôi có thể lấy sỏi qua ERCP. Chúng tôi đánh giá các cái mức độ phức tạp của ERCP.
thì chúng ta nghĩ cái độ phức tạp của ERCP trên nhóm bệnh nhân có làm OS về mặt lấy sỏi tùy hoặc là đặt stent tùy dự phòng ở trong nụ khó có thể thì cao hơn cái nhóm ERCP mà không được làm OS. Thì theo HRC thì có sự gia tăng có ý nghĩa cái mức độ khó của ERCP sau khi làm OS. Thêm trường hợp là sỏi tùy phát triển trên sông nội soi, chúng ta chỉ định lấy sỏi tùy sau đó chúng tôi đặt một stent tùy dự phòng. Một số trường hợp khác là sỏi ống tùy mà khó phân biệt với cái sỏi nhu mô trên cái siêu âm bụng CT scan hoặc là siêu âm nội soi thì chúng tôi cũng chỉ định ERCP nhằm một cách chẩn đoán và điều trị, sau đó chúng tôi cũng đặt một stent tùy dự phòng viêm tụy. Đây một trường hợp là thông nhu khó do sỏi kẹt ở cái đoạn cuối ống mật chủ và chúng tôi thì thực hiện cái kỹ thuật cắt trước để lấy sỏi. Để đánh giá cái tỷ lệ thành công của ERCP thì chúng ta nhận thấy tỷ lệ thành công của ERCP trên những bệnh nhân có làm OS là có cao hơn. Thì ERCP không được làm OS thì có thể là do sau khi làm siêu âm nội soi thì chúng tôi tự tin hơn và chuẩn bị những cái phương tiện đầy đủ hơn và tiến lượng được những cái tình huống phức tạp, do đó tỷ lệ thành công cao hơn. Tuy nhiên là sự khác biệt là không có ý nghĩa. Thì theo Harakhi và còn sữa ở Mỹ thì trên 945 bệnh nhân thì ERCP trên bệnh nhân có làm OS thì có cái tỷ lệ thành công cao hơn. Thì sự khác biệt này là có ý nghĩa. Về biến chứng của ERCP thì chúng tôi nhận thấy là cái biến chứng của cái ERCP trên nhóm bệnh nhân mà có làm OS là có cao hơn thì nhóm bệnh nhân mà không được làm OS, và chủ yếu là viêm tụy. Điều này là có thể do sau khi làm OS thì chúng tôi chỉ định những cái trường hợp ERCP phức tạp hơn như là lấy sỏi tụy hoặc là đặt stent tụy. Theo HRC và cộng sự thì cái biến chứng của ERCP trên bệnh nhân có làm OS là cao hơn. ERCP không được làm OS và chủ yếu là viêm tụy và nhiễm trùng đường mật. Như vậy thì siêu âm nội soi trước khi làm ERCP thì giúp cho chúng ta sàng lọc được và cho chỉ định đúng ERCP và tránh được những ERCP không cần thiết nhằm tránh những biến chứng, và giúp cho cái bác sĩ nội soi có sự tự tin tiên lượng những tình huống phức tạp và chuẩn bị các phương tiện thích hợp nhằm đem lại kết quả ERCP thành công. Xin cảm ơn quý thầy cô, quý anh chị đã lắng nghe. Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ Nguyễn Minh Duy và những nghiên cứu đã cung cấp cho hội nghị một cái đề tài ứng dụng phối hợp EUS và ERCP trong chẩn đoán các tắc nghẽn đường mật tụy. Thì có thể nói EUS là một phương tiện bổ sung rất là quan trọng trong chẩn đoán các nhóm bệnh lý này. Tiếp theo